Hiện tại Ninh Thuận, địa phương đang thường bị quá tải đường truyền. Với 16 tu bin gió có công suất 37,6 MW, hiện mỗi ngày nhà máy điện gió Mũi Dinh, tỉnh Ninh Thuận mất đi khoảng 250 triệu đồng vì chỉ có khoảng từ 35 đến 60% công suất được tiếp nhận lên lưới. Nếu tính chung trong cả năm, nhà đầu tư thiệt hại trên 90 tỷ đồng. Vậy nghịch lý ở chỗ là gió càng lớn thì sản lượng nhà máy lại bị càng hạn chế nhiều. Vì những thời điểm gió lớn thì Mũi Dinh lại nằm cái thời điểm mặt trời phát tốt. Do vậy là sản lượng nhà máy không cho phát và bị cắt giảm rất là lớn. Trung bình mỗi ngày thì bị cắt giảm tầm khoảng 200 MW. Trong vòng chưa tới 2 năm, tỉnh Ninh Thuận đã có 18 nhà máy với tổng công suất gần 1.200 MW đưa vào vận hành. Trong đó, 10 dự án phải thực hiện giảm phát đến 60% công suất do quá tải đường truyền. Thay vì để độc quyền vô EVN đó, thì chúng ta có thể là cho những cái doanh nghiệp, cho những cái nhà đầu tư, người ta đầu tư những cái điểm nghẽn đó, người ta giải quyết nó đầu tư. Và thậm chí là không nên chỉ là giải quyết đầu tư những cái điểm nghẽn về truyền tải trước mắt, mà phải suy nghĩ về những cái điểm nghẽn có thể có trong tương lai. Ninh Thuận là địa phương đầu tiên đề xuất xã hội hóa việc đầu tư đường truyền tải điện 500 kV từ các nhà máy năng lượng tái tạo tới trạm biến áp, sau đó chuyển giao ngay cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý vận hành. Theo dự kiến, chỉ trong vòng 1 năm dự án có thể hoàn thành, nhà đầu tư thì được tăng công suất sản xuất điện. Có thể là chúng ta nói độc quyền, nhưng mà độc quyền ở đây độc quyền về quản lý. Còn về đầu tư thì các cái doanh nghiệp người ta sẵn sàng đầu tư cái hệ thống truyền tải để bàn giao cho nhà nước quản lý. Tôi cho là nếu có những cái cơ chế như thế thì cái nhu cầu phát triển nhanh cái năng lượng thì có thể là xử lý được vấn đề. Như vậy, về bản chất, việc cho phép tư nhân xây dựng hạ tầng truyền tải điện là một hình thức đầu tư công tư. Tuy nhiên, do luật quy định truyền tải là lĩnh vực độc quyền của nhà nước nên việc đầu tư xong chuyển giao vận hành là bắt buộc. Cách làm này sẽ không mất đi vai trò quan trọng của EVN trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, đồng thời mở ra một hướng đi mới đối với vấn đề. Đầu tư hạ tầng truyền tải điện tại Việt Nam.